à. Cái gì con? Con qua đây ngồi đi. Con trúng gì đó. Con nói gì? Chó này đục. Cái này chó hỏi đồ cổ không? Cái này phải đồ cổ không hả con? Dạ. Cái này đâu con có? Dạ. Ông nội để lại con. Ông nội để lại hả? Dạ. Ông nội kêu đi thẩm định hả gì? Dạ. Ủa mà ở đây chú thẩm định là có tiền đó nghe, có phí á. Con có tiền trả tiền phí không? Không. Không thì sao thẩm định được? Con có tiền không? Một đồng cũng không có nữa. Một đồng cũng không có nữa hả? Ừ. Ủa sao kỳ vậy, đi thẩm định phải có tiền chứ. Không có tiền người thẩm định người xe cũng phải chạy bằng xăng chứ. Rồi sao? Thì là dùng Làm đại như là. Bệ luôn hả? Dạ. Bây giờ là bữa nay cho ký sổ nha. Ký sổ gì vậy? Ký sổ là ghi vô vậy nè, thiếu bao nhiêu ca vậy đó, bao nhiêu tiền vậy đó, rồi nữa trả sao. Dạ. Hiểu không? Dạ. Cái này ông nội kêu đi thẩm định hả? Dạ. Món này thẩm định 100k nha. Dạ. Ok không? Dạ. À rồi bắt tay cái đi. Bắt tay chứ. Giao dịch thành công nha. Ok. Ngồi đàng hoàng ơi, để chú thẩm định cho nghe. Ở nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Ở Cần Thơ hả? Cái món này là món đồ tàu mà đồ mèo nè con. Nhưng mà món này không phải là đồ cổ nha con. Cái món này cũng vài chục năm thôi chứ không phải cổ nha. Nhìn nó rất là đẹp luôn nè, nhưng mà nó không phải là cổ. Món này là Trung Hoa Dân Quốc con ơi. Vài chục năm. Con khát nước hả? Rồi con vô trọng lấy nước uống đi. Rồi hôm nay thẩm định những cái món đồ mà các bạn gửi nha. Các bạn biết trên cái lĩnh vực đồ cổ này nói chung là nó phức tạp lắm, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Thì khi mà mình chơi đó, mình phải có những cái kiến thức và phải có những cái kỹ năng cơ bản để mà câu món đồ và nhìn nhận sự việc nha các bạn. Giờ cho dù các bạn là những chuyên gia trong ngành hoặc là chơi đồ cổ lâu năm, vẫn có khả năng là mua nhầm những món đồ mà nó không có chuẩn nha. Nói chung trường hợp này là xảy ra rất là nhiều á. Ngay chính bản thân mình thì cũng coi rất là nhiều đồ cho anh em, và đôi khi thì cũng mua, nhiều khi mua coi trên hình hoặc là sơ xuất chút xíu các bạn, thì dính những cái món đồ mà nó không có chuẩn thì cũng lâu lâu cũng có các bạn, nhưng mà cái tỷ lệ nó sẽ thấp dần đi khi mình trang bị những cái kiến thức, những cái kỹ năng á, thì được cái là nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Có những người mà khi mà người ta tốt các bạn, thì các bạn mua mà khi mà gửi đồ về á, coi nó không chuẩn á, thì trả lại người ta hoàn tiền. À, đó là do người ta chưa coi kỹ hoặc gì đó. Cũng có nhiều người các bạn thấy là cố tình bán cho mình những cái món đồ giả, thì cái đó thiệt hại rất là nhiều nha các bạn. Mua nhiều khi mua mười mấy hai chục triệu á, nhưng mà bán cho mình á thì nhận được hàng á, nhiều khi phải chuyển tiền trước á, thì đem về thì nó không phải chuẩn, thì trả liền thì người ta bắt mình đổ bao nhiêu tiền vậy đó các bạn. Có những người người ta thật sự mà nói thì không biết là mỗi người mỗi tánh, thì cũng có rất là nhiều người thì người ta trả đúng số tiền, cũng có nhiều người ta chịu lỗ, ta bắt mình lỗ 50%, 70, 30 gì đó cũng đủ thứ các bạn. Nhưng mà cũng không có biết được người nào tốt người xấu, nên các bạn hãy cẩn thận nha. Vừa rồi cũng có một trường hợp đó các bạn, thì cái anh kia anh mua nhầm một cái món đồ giả, mình gửi về á, thì anh có công việc gì đó 2-3 ngày á, anh không có coi kỹ á, rồi khi mà nhận đem, lúc mà đem ra coi thì món đồ giả, mà điện bên chủ bán á, thì họ cứ quả quyết là đồ thật. Nhưng mà khi mà kiểm định kỹ lại đó là giả 100%, nó không có gọi là gì á.
không có gì gọi là nó mới có cổ hết trơn á. Và cái món đồ đó mua mười mấy triệu các bạn thì lỗ mấy chục phần trăm đó. Mấy người đó không tốt, người đó thì cũng có tiếng trong cái ngành đồ cổ á các bạn. Người đó tên Quang ở Bến Tre các bạn, anh Quang á. Thì các bạn biết đó, nó cũng có nhiều cái vấn đề mà mình phải quan tâm. Nhưng mà thôi thì mỗi người thì mỗi cái tánh, không có biết được họ tốt hoặc xấu như thế nào, đụng chuyện thì mình mới biết và tránh nha các bạn. Các bạn tránh mua những cái người mà như vậy nha các bạn, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều sau này. Cái vụ việc đó rất là lùm xùm các bạn. Nói chung là giải quyết cũng mấy tầng đó, rồi mấy xong đó, thì cuối cùng là chịu lỗ cũng mấy chục phần trăm các bạn mới gửi lại đó. Một người mà bán đồ giống như là không có uy tín các bạn, bán cái món đồ mà lỡ mua những cái món đồ mà giả rồi bán cho người này người kia, bán bằng được ra cái món đồ đó mới chịu, chứ không có chuyện mà họ mua một cái món đồ giả rồi họ chịu thiệt hại, họ bán cho người khác, họ để cho người khác chịu cái thiệt hại đó các bạn. Đó là anh Quang ở Bến Tre các bạn. Quang rồi, hôm nay mình sẽ coi những cái món đồ mà các bạn gửi nha. Đầu tiên là một cái lư, mà cái lư này cảm khắc rất là nhiều heo quăng, rồi hai bên là hai con rồng, ở trên là một con phụng, hai con rồng hai bên là song long, ở trên là một con phụng. Cái món đồ này cũng rất là ít có các bạn, nói chung là những cái món này là mình rất là ít thấy luôn. Thì bạn này hỏi là món này là đồ Nhật, đồ Tàu hay là đồ Việt, thì cái món này là đồ Quế các bạn, đồ Việt. Này là Quế, và nó kỹ thuật nó đúc và nó chạm khắc chỗ này nó rất là tinh xảo luôn. Và nhìn cái món này nó rất là xưa, cái món này theo cái niên đại thì có thể là chuẩn cổ luôn á các bạn, thì nó cũng chuẩn luôn á. Nếu mà nó chưa thì nó cũng phải 80-90 năm trở lên đó các bạn, nó rất là cũ, và những cái ten, những cái màu nó ra nó nhìn nó rất là xưa. Thì cái món này theo mình thì cái giá trị nó cũng cao á các bạn, tại vì nó rất là ít và nó hiếm á. Thì cái món này mình nghĩ là khoảng 15-20 triệu vậy đó. Cái món này nhìn nó rất là nét. Rồi tiếp theo là một cái này giống như là cái chén nha bạn, giống như là cái chén. Cái này như là cái chén, nhưng mà cái này á là các bạn thấy cái màu đủ màu chưa nè. Cái này á gọi là cái bỏ vô cái điếu á bạn. Cái giống như là cái chén bỏ vô cái điếu á để hút thuốc á, điếu thuốc á. Cái này gọi bỏ vô cái điếu. Cái này gọi là đồ Tam Thái các bạn, Tam Thái. Cái này là chỉnh đồ nha, cái này chỉnh đồ nha. Cái này gọi là bát tràng Tam Thái các bạn, bát tràng Tam Thái. Thì cái dòng bát tràng này thì nó rất là xưa. Có những món bát tràng chỉnh cổ nha các bạn, có những món bát tràng chỉnh cổ. Thì nó cũng giống như là cũng vừa đủ tuổi thôi, chứ nó cũng không có hút gì. Nhưng mà nó gọi là nó rất là lâu năm rồi đó các bạn. Bát tràng Tam Thái. Khi mà ở ngoài Bắc các bạn thì có những cái ống điếu mà hút thuốc á, thì cái này là giống như là cái dĩa để mà bỏ cái ống điếu luôn vô vậy đó. Bát tràng Tam Thái. Có nhiều món thì đưa mình thẩm định nhưng mà không có đầy đủ các bạn. Ví dụ như là một cái món đồ mà thiếu một cái nắp, hoặc là một cái món đồ đồng mà chỉ có một bộ phận thôi, nó cũng rất là nhiều. Nhiều khi mình phải coi rồi mình sẽ liên tưởng tới đó là cái gì. Nó nhiều khi coi cũng khó lắm chứ không có dễ nha các bạn. Nhiều khi qua bao nhiêu thời gian đó thì những cái món đồ mình không còn giữ được hết, mất nắp hoặc là mất thân, hoặc là chỉ có cái nắp thôi, cũng rất là nhiều. Giống như món này gì nè, chỉ có một cái thôi không, nhìn giống như là cái chén nha, nhìn giống như cái chén nhưng mà thực sự nó không phải là cái chén. Cái công dụng của nó không phải là cái chén. Rồi tiếp theo, món tiếp theo nha. Tiếp theo là một cái món C.
Món C nha. C thì chỉnh cổ nha các bạn, C này chỉnh cổ, C đúng đồ nha. Nhiều bạn hỏi tại sao, à anh ơi cái sao cái món này 100 năm, hơn 100 năm hết rồi mà cái giá trị nó không cao. Thì mình cũng nói rất là nhiều lần, không phải là món nào cổ 100 năm cũng gọi là cái cũng có giá hết. Có những món 500-700 năm, hàng ngàn năm thì nó cũng không có bao nhiêu các bạn. Thì chơi đồ thì nó còn lệ thuộc về nhiều yếu tố. Thì theo mình thì cái chơi đồ là phải đồ vẻ đẹp nha các bạn, đồ vẻ đẹp. Hoặc là những cái món đồ mà nó gắn liền với lịch sử văn hóa, những cái câu chuyện gì đó, thì những cái món đó nó sẽ có giá trị hơn. Chứ không phải tất cả những món mà cổ đều có giá nha các bạn. Có những món nó cũng không có giá lắm. Món này cũng là món C chuẩn nha. Rồi tiếp theo là một cái chén. Cái chén này nó bị bay men, bay màu rất là nhiều. Cái chén này là đồ, đồ một là đồ đào hay là đồ vớt. Cái này nhìn giống đồ đào hơn. Thì nó nằm trong lòng đất hoặc dưới biển các bạn. Thì những cái men đó, nó qua mấy trăm năm đó, thì nó không còn giữ được cái vẻ bề ngoài của nó. Khi mình nhìn vào, nhìn cái chôn, cái cốt, cái kiểu dáng đó, thì mình biết được à đây là những cái chén chu đậu, đồ đào hoặc là đồ dứt biển. Thì nhưng mà mình xác định cái món này nó gọi là những cái món chuẩn đồ, chuẩn chu đậu. Thì chu đậu thì một số bạn hỏi là nó cổ rồi thì nó có giá không. Thì chu đậu có một số dòng rất là có giá nghe bạn. Ví dụ như những cái bình mà chu đậu, một cái bình mà rất là nổi tiếng đã đang trưng bày ở bảo tàng mà bên Thổ Nhĩ Kỳ các bạn, thì cái bình đó trị giá là hơn 1 tỷ đồng. Những cái bình đó đó, có những số dòng thì nó rất là đắt, và một số mà trưng bày bảo tàng mà những cái bình mà nó hiếm gọi là độc bản á, giá trị nó vô cùng lớn nha. Còn những món chu đậu bình thường, những cái dĩa này kia rồi, những cái món đó gọi là những món phổ thông bình dân thì giá nó cũng không cao lắm. Giống như những cái chén chu đậu thì khoảng tùy theo màu sắc thì nó khoảng vài trăm ngàn đến khoảng 2 triệu gì đó, nó cũng tùy theo cái giá nó cũng trung bình. Rồi những cái năm mà những anh em đi biển đào lặn biển được những cái món chu đậu về bán rất là rẻ các bạn. Thì những thập niên 90 mấy rồi, 2000 mấy rồi đó, một số người nói là những cái món này chỉ bán có 20-30 ngàn thôi, tại vì lúc đó nhiều quá, do kinh tế khó khăn á thì người ta bán ra rất là nhiều và cái giá nó rất là rẻ. Những ai mua được những thời điểm đó nó, đến bây giờ nó tăng rất gấp cả trăm lần nha các bạn. Những cái chén bây giờ nếu mà đẹp nó cũng 1,5 triệu, còn cái dĩa 2-3 triệu, 4-5 triệu, còn những cái dẻ mà độc bản này kia rồi giá trị cũng lớn nha. Tại vì nó là một số, nó là một cái dòng mà gốm Việt rất là nổi tiếng và nó được chuẩn cổ và được công nhận được rất là nhiều bảo tàng trên thế giới trưng bày hiện nay, nên cái giá trị nó có nha các bạn, được công nhận. Tiếp theo là một cái miếng đồng, các bạn thấy những một cái miếng đồng này nó có màu đen nè, màu đen nè. Cái này á là khi mình nhìn á, nhìn không kỹ á thì không có biết là cái món này món gì đâu. Khi mà nhìn kỹ và đối chiếu những cái tài liệu á, mình phân tích được á, thì cái này là một cái gương. Cái loại này người Khmer cũng có, người Chăm cũng có các bạn. Cái này là một cái gương này, cái màu kiểu này nó rất là lâu rồi. Bạn này bạn nói là bạn vớt được cách đây mười mấy năm rồi. Hỏi mình là cái này cái gì, thì cái này mình coi và mình đánh giá này là một cái gương cổ. Cái này món này chắc chuẩn cổ rồi các bạn. Cái màu sắc chỗ này nè, chắc nó chuẩn cổ rồi đó. Cái này giống như là một cái gương của người Chăm hơn, người Chăm hoặc người Khmer đó. Cái này chủ yếu là theo mình nghĩ là để làm một cái kỷ niệm mà chơi thôi, chứ bán chắc cũng không có nhiêu tiền đâu. Rồi tiếp theo là một cái bình. Cái bình này các bạn thấy cái kiểu rất là lạ đúng không. Cái này bình lấy thiêu hoặc là phúc kiến gì cũng được, tại vì cái nguồn gốc của cái bình này là ở bức phúc kiến Trung Quốc nha các bạn. Thì một số anh em thương lái còn gọi cái bình này gọi là bình lá thiêu.
Nhưng mà thật sự cái nguồn gốc á, là bình Phúc Kiến á, bình Phúc Kiến á. Cái men với cái màu sắc á thì nó thuộc là đồ xưa nha. Cái này thuộc là đồ xưa. Một số anh em chơi Nam Bộ á, thì gọi là gốm lá thiêu lục sắc. Nhưng mà nguồn gốc chính của nó bình Phúc Kiến các bạn, Phúc Kiến Trung Quốc á. Nếu mà ai mà sưu tầm những cái bình này nè thì làm nguyên một cái bộ sưu tập màu xanh như thế này nè, trưng nó cũng đẹp. Rồi là men độc sắc, một là màu xanh hay là màu tím gì đó, thì cho nó nhìn cho nó nguyên một cái không gian gì đó, nó sẽ nhìn nó sẽ có cái thẩm mỹ hơn. Rồi tiếp theo là một cái thố. Thố này là cúc dây nè, dễ cúc dây nè. Đồ này đồ 19 chuẩn rồi nha, chuẩn cổ rồi nha, đồ 19 chuẩn rồi. Tuy nhiên thì cái giá nó không có cao nha. Tại vì những cái món này gọi là những món bình dân, và những cái món này á, rất là gặp rất là nhiều. Các bạn ý chơi đồ cổ mà cái gì mà nó nhiều nó phổ biến thì nó giá trị nó cao nha. Khi mà các bạn chơi cái gì mà nó nhiều mà giá thì nó cái giá trị nó sẽ không có nhiều, đi đâu cũng gặp chứ. Nhưng mà những món độc, những món mà đẹp vẽ này kia rồi thì nó chuẩn thì cái giá nó sẽ cao hơn. Tiếp theo là một cái chuông. Một cái chuông nha, một cái chuông nhỏ nhỏ là giống như cái chuông bán cà game vậy đó. Nhưng mà cái chuông này các bạn thấy là cái không phải là cái chuông, là cái chuông lắc nha. Cái chuông là cái chuông đánh. Khi mà các bạn câu cái chuông đó, nó có hai ba loại rồi, nhưng mà cái loại mà nó có cái u tròn chính giữa nè, đó là lấy đồ đánh lên đó, rồi cái chuông đánh. Còn cái chuông mà lắc á thì nó có một cái viên bi ở chính giữa. Viên bi bằng sắt á. Cái này là chuông đánh. Cái món này là đồ xưa nha. Nó cũng 80 năm, 100 năm rồi. Món này nó cũng cả 100 năm rồi các bạn. Rồi thêm một cái món mà giống như một cái này á, không biết kêu là cái gì các bạn. Tại vì cái này á, là một món của cái đồ đồng. Nói chung là đây là một cái giống như cái bộ, món này là một cái bộ phận của cái món đồ đồng thôi. Cái này cũng là đồ xưa luôn. Cái này là hay để hai bên bàn thờ nè. Cái này hay để hai bên bàn thờ. Nó có nguyên bộ luôn các bạn. Mà cái này chỉ có một xíu thôi. Cái này gọi là đồ xưa thôi. Thực sự mình ơi, cái này nhiều khi mình cũng không biết kêu bằng cái gì nữa. Tại vì mỗi cái vùng miền, mỗi cái văn hóa nó sử dụng mỗi cái món đồ nó khác nhau. Dù ở Huế người ta xài cái món này nó khác, ở miền Nam nó khác. Thôi chủ yếu là xác định nó là đồ xưa thôi các bạn. Rồi có một bạn gửi cho mình hai cây kiếm. Nhưng mà cái đồ đồng á, đồ đồng mà ten xanh á, các bạn ten xanh á, thì câu ở hình nó không có rõ các bạn. Tại vì cái kỹ thuật mà làm giả của nó 90% thì chỉ có 10% mà để các bạn so sánh được những cái món này như thế nào thôi, đồ cổ hay không thôi. Tại đồng ten xanh mà chuẩn nó rất là mắc, đa phần là giả rất là nhiều, nên cái món này á, mình không có thẩm định trên hình được nha các bạn. Tại vì nó là thuộc là đồng mà ten xanh nè, với lại nhìn ở trên hình nó không có. Món đồng tiên xanh là câu trên hình là không biết nha các bạn. Nên món này chỉ thẩm định ở ngoài thôi. Nếu mà các bạn biết hai cái thanh kiếm này á là đồ gì, mình thấy nó cũng rất là sắc sảo nè. Nhưng mà món này cũng không có thẩm định nha, để các bạn thẩm định nha. Chứ mình coi trên hình thật sự mà nói không có ra. Nhiều khi người ta sử dụng quá chất, người ta bỏ dưới nước 2-3 năm vậy đó, người ta đem lên thì nó rất là khác biệt. Nên món này chỉ coi ở ngoài thôi. Mà chủ nhân của cái món này là kêu mình thẩm định thì mình cũng nói là cái này chỉ thẩm định ở ngoài thôi. Bạn nói là muốn bán hai món này thì nếu mà các bạn coi ra được cái video này mà thấy hai món này có giá trị, hoặc là muốn mua để cầu mai về kiểm định lại á, thì các bạn cứ nhắn tin ở dưới nha, mình sẽ cho thông tin liên hệ nha. Chứ món này mình không có thẩm định nha các bạn. Tại vì nhìn cái độ những cái chữ viết, những cái hoa văn ở trên kiếm á, với lại nó là cũng có ten xanh á các bạn, thì coi không có dám khẳng định được. Những cái món nào mà không chắc ăn á
thì mình sẽ không có nhận thẩm định nha các bạn. Tại vì khi mà nhận tiền á, thì sẽ coi đâu nghe đó, tỷ lệ chính xác nó cao hơn 90%. Còn những cái mà không có rõ hoặc là 50-50 á, thì thôi bỏ qua đó, không có lấy tiền đó. Nói chung là khi mà thẩm định có phí á, thì cái trách nhiệm nó cao lắm các bạn. Nói đơn giản một điều á, là những cái món mà mình coi á, khi mà nó gọi là những người mà trong cái hội mình coi không được á, thì thôi bỏ qua, mình sẽ không có thẩm định. Rồi tiếp theo là một cái hộp này giống như cái hộp phấn nè các bạn, một cái hộp phấn nè. Thì cái món này á, thì cũng gửi rất là nhiều anh em trong nhóm coi thì cũng có kết quả rồi đó, nhưng mà chủ nhân á, thì nói a à, cái món này á là không phải đồ anh ơi, nhìn nó bị lem lem, rồi nhìn cái cốt nó bị lỗi làm sao á. Thì chủ nhân còn không tin là cái món này đồ thật đó các bạn, tại vì nói là món này á, tự nhiên men nó bị mờ, nó bị chốc này thì kia tùm lum la chân nè. Nhưng mà cái món này bên mình đã coi rồi nha, thì các bạn mà coi cái video này á, thì thẩm định được cái món này như thế nào. À, những cái món như thế này á, cái gọi là thẩm định mới gọi là khó nè, chứ những cái món mà bình thường á thì anh em coi thì nó quá đơn giản rồi. Anh em mà coi được thì để lại bình luận nha. Rồi đó là một cái video thẩm định ngày hôm nay, mong anh em góp ý và mình sẽ tiếp thu những cái ý kiến nào mà nó phù hợp để mà kênh ngày càng phát triển hơn. Thì bên cạnh những số anh em mà ủng hộ thì cũng có những người mà thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà vấn đề đó thì mình cũng không có để ý nhiều đâu các bạn. Thì khi mà quay những video nhiều cổ thì cũng có rất là nhiều ý kiến, những anh em nào thích thì xem ủng hộ, không thích thì thôi, mình cũng không có ép buộc được. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.